Wow. Ở đây có một hộp đồ chơi gì đó này em này. Hộp đồ chơi rất là mới luôn nha. Xem nào. Wow. Đây là một bộ đồ chơi xe quân sự em ạ. Ý. Rất là nhiều các loại xe nha. Ta sẽ thử bóc cái đồ chơi này đi. Wow. Có 6 xe vẫn còn rất là mới này em này. Xem nào. Đầu tiên đi. Một chiếc máy bay trực thăng này. Máy bay quân sự này. Tiếp theo này. Một chiếc xe tải quân sự nha. Xe cứu thương này. Xe cứu thương quân sự này. Một chiếc xe địa hình này. Thì xe tăng này. Rồi giỏ đi. Xe bọc thép này. Wow. Rất là nhiều mẫu xe quân sự đẹp nhá. Tiếp tục đi nào. Ở đây có nước này các em này. Wow. Ở đây có gì đó này, chúng ta sẽ cùng lại gần đây xem nào. Wow. Rất là nhiều cái chiếc xe ô tô nó đang bị hư hỏng này các em này. Ý, có cả chiếc xe máy xúc điều khiển luôn này. Ta sẽ thử xem chiếc này còn chạy được không nhá. Wow. Cái xe này vẫn sử dụng được này các em này. Đó, có đèn này nó đang xúc nhá. Chúng ta thử di chuyển xem nào. À. Thì vẫn đi được này, một chiếc xe điều khiển bằng dây. Ý, xúc này. Một chiếc máy xúc rất là đẹp luôn. Tiến lùi này. Xe xúc điều khiển nha. Cho vào giỏ đi. Tiếp theo nào. Đây có một khẩu súng nữa đây. Súng này là của Iron Man này. Một khẩu súng rất là đẹp luôn. Cho vào giỏ đi. Đây có một bạn khủng long biến hình này. Khủng long màu đỏ nha. Rồi, xem nào. Một chiếc xe cứu hỏa này. Đây là robot cứu hỏa bạn này trong phim Robot Capri và những người bạn nha. Đấy, cho vào gió đi. Bên này là một chiếc xe mô tô này. Xe máy này. Cho vào gió nào. Rồi, bây giờ còn lại ở đây là các cái chiếc xe nó đang bị hư hỏng này các em này. Đấy, ta sẽ cùng sửa chữa các cái chiếc xe này nha. Đầu tiên ta sẽ lắp, đó là lắp phần đầu của chiếc xe. Đó. Đầu của xe này. Phần thân phía dưới. Rồi, bây giờ ta sẽ bắt ốc vít vào nha. Chiếc xe nó đã bị hư hỏng, chúng ta sẽ sửa lại nó nha. Một vít này. Hai vít này. Một vít ở phía dưới này nữa này. Rồi, ok, bây giờ ta sẽ lắp bánh này. Đây là một chiếc xe bồn các em nhé. Bánh xe này. Tiếp theo. Rồi, đã xong rồi. Một chiếc xe bồn màu đỏ rất là đẹp này. Đã sửa xong. Cho vào giỏ đi. Tiếp theo nào. Lại một chiếc xe nữa này. Tiếp tục sẽ lắp phần đầu của xe nha. Đó, đầu xe này.
tiếp theo ta sẽ lắp phần thân phía dưới nha. Đây là một chiếc xe cần cẩu em nhé. Đó. Rồi ta sẽ cùng bắt vít vào này. Tiếp theo phía dưới này bắt một vít nữa nha. Rồi. Đó, một chiếc xe cần cẩu em nhé. Xe cần cẩu màu đỏ này. À, chúng ta sẽ cùng lắp phần bánh xe nữa này. Ý chà. Xe này đã bị bung hết cả bánh ra nha. Ta sẽ cùng lắp bánh này. Rồi, đã xong nha. Cho vào giỏ đi. Tiếp theo này, ta sẽ lắp trước phần bánh xe đi. Rồi, tiếp tục này. Đó, bây giờ ta sẽ lắp tiếp theo này, lắp phần đầu xe. Rồi, tiếp tục này. Thân phía sau này, đây là một chiếc xe nâng em nhé. Xe nâng người. Phía dưới này bắt một vít nữa này. Rồi, đã xong, tiếp theo một chiếc xe nữa này, một chiếc xe nâng. Đây là xe nâng người em nhé, cho vào giỏ đi. Cuối cùng ta sẽ kéo lại đây nào. Lắp phần bánh xe đi. Tiếp theo này. Rồi, sẽ lắp phần đầu xe này. Đó. Tiếp theo lắp phần thân. Rồi ta sẽ cùng bắt vít vào nha. Tiếp theo này. Rồi, như vậy đã xong tiếp một chiếc xe nữa rồi. Ý, xe này có cần rất là dài này. Cho gió đi. Đó, ta đã vừa sửa xong được rất là nhiều các loại xe các em nhé. Rất là nhiều các cái chiếc xe cứu hỏa này. Rồi, ta sẽ cùng mang các chiếc xe này về các em nha. Xin chào các em.